Trân trọng kính chào khán giả của VTV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Điểm tin trong ngày hôm nay là ngày thứ tư, 11 tháng 9, 2024. Thưa quý vị, chúng tôi xin cập nhật quý vị tình hình bão ra ghi và lột ở tại Việt Nam như sau. Tính đến 3 giờ sáng nay, tức là bên Việt Nam đã là ngày 12 tháng 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cập nhật biến lũ trong 4 giờ qua như sau. Lũ trên sông Cầu, tỉnh Bắc Ninh, sông Thương, tỉnh Bắc Giang, sông Thái Bình, thành phố Hải Dương, sông Hồng, thành phố Hà Nội đang lên. Mực nước lúc 1 giờ trên sông cầu là lại trên sông cầu tại đáp cầu là 7m62 trên báo động 3 1m32 trên sông thương tại phủ lạng thương là 7.23m trên báo động 3 0.93m trên sông thái bình tại phả lại là 6.16m trên báo động 3 0.13m Lũ trên sông Thao tại Yên Bái và Phú Thọ đang xuống, mực nước lúc 1 giờ trên sông Thao tại Yên Bái là 31.79 m, dưới báo động 3 0.21 m. Tại Phú Thọ là 17.42 m, dưới báo động 1 là 0.08 m. Lũ trên sông Lô tại chuyên Quang và Vũ Quang đang xuống, mực nước lúc 1 giờ trên sông Lô tại chuyên Quang là 26.14 m, trên báo động 3 0.14 m. Tại Vũ Quang là 20.94 m trên báo động 3 0.41 m. Lũ trên sông Hoàng Long tỉnh Ninh Bình đang biến đổi chậm, lúc 1 giờ sáng lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đế là 4.5 m, trên mức báo động 3 là 0.5 m. Lũ trên sông Lục Nam tỉnh Bắc Giang đang biến đổi chậm, lúc 1 giờ sáng lũ trên sông Lục Nam tại đây là 6.28 m, dưới mức báo động 3 là 0.02 m. Lũ trên sông Hồng tại Hà Nội lúc 1 giờ là 11.26 m, dưới báo động 3 0.4 m đạt đỉnh lúc 3 giờ sáng là 11.3 m. Đó là tình hình sông nước hiện nay tức là có chỗ thì giảm, có chỗ thì tăng lên. Cho đến giờ phút này thì Việt Nam cho biết là có tổng cộng 181 người chết, 145 người bị mất tích. Mất tích có nghĩa là những người này phần lớn là đã chết, có điều là chưa tìm được xác mà thôi. Và nếu những người này mà chết như vậy là tổng cộng số người chết đã hơn 300 người thưa quý vị. Tôi xin nhắc lại 181 người chết, 145 người mất tích. Trong khi đó thì ở Lào Cai ngày hôm nay lại có thêm một vụ sạt lở khiến 18 người chết và mất tích. Đó là vụ sạt lở xảy ra ở tại vào lúc 13 giờ 40 phút ngày 19 tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc. Thời điểm trên đất đá từ trên đồi sạt lở với khối lượng lớn nó vùi lấp 8 ngôi nhà với 27 người. À, bây giờ ta đang tìm những người này. Còn cái vụ mà sạt lở ở cũng ở Lào Cai luôn. À, ở, cái thôn gọi là Lũng Nô. À, là à, xin lỗi quý vị, thôn Làng Nũ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. Ở tại tỉnh Lào Cai thì ngày hôm nay trong lúc 600 binh sĩ và công an đang đi tìm những cái người mà bị vùi ở dưới đây á, họ đang tìm xác người ta thì có một cái gọi là tình trạng là lại đất lại lại bị bị chuồi xuống nữa sạt lở đó làm cho 600 người phải bỏ chạy bởi vì người ta sợ là người ta cũng sẽ bị sau đó một hồi ta mới trở lại và cái cảnh coi như là bây giờ ta đang lấy xác người ta phải đắp bằng lá chuối và đem đi chôn hoặc là đưa chúng ta có thể thấy đó những cái quan tài Đến đây bạn có thể coi cái laptop của tôi đây cái cảnh đây là quý thấy là những cái xác lấy họ để cho băng ca và họ lấy cái lá chuối họ che lại đó. đây là cái cảnh mà họ đang đi tìm À, những cái uh, gì đó đây rất là khó khăn họ phải gỡ những cái mái nhà đó quý vị thấy nè đó họ lấy xác ra của những người trong cái vụ mà sạt lở đó rất là khó khăn đó là tình hình mà sạt lở ở Việt Nam như thế trong khi đó thì cả nước đang hướng về uh, miền Bắc để uh, mà hỗ trợ nhiều tỉnh thành bắt đầu họ gói bánh chuối rồi bánh trưng bánh tét ví dụ Đà Lạt có những gia đình gói bánh tét để gửi về những cái vùng lũ lụt riêng các sao tức là số bít những người mà nổi tiếng đó, thì bắt đầu cũng gom tiền rất là nhiều ví dụ vợ chồng phương oanh xác bình ủng hộ 500 triệu đồng hoa hậu henne tặng 700 trăm kg gạo một số ngôi sao đến ngay tận cái vùng bão lụt để cứu trợ hoa hậu henne cho biết sau khi thu hoạch lúa ở quê nhà tỉnh đắk lắc cô và gia đình ủng hộ toàn bộ số gạo hơn 700 trăm kg giống st 25 chia thành từng bao 5 kg nhờ mọi người chung sức họ kịp thời vận chuyển từ huyện cư mơ ga lên thành phố Ban Mê Thuột theo các chuyến xe không đồng đi ra Bắc. Cô góp thêm tiền mặt 100 triệu đồng dự định ra Hà Nội vài ngày tới. Đồng hành cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đi hỗ trợ người dân vùng lũ ở Bắc Giang và Lạng Sơn. Đó là rồi cô đưa cả cái, cái đoạn video mà gia đình cô cái là xúc uh, gạo bỏ vào bao năm bịch 5 kg 5 kg để chuyển đi. Các ca sĩ khác, các nghệ sĩ khác cũng đóng góp à, chẳng hạn như là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là 500 triệu rồi ca sĩ Việt Hương cũng đến tận cái hỗ trợ cái vùng lũ lụt bằng ba chiếc cano một mang một ngàn phần bánh ngọt rồi ca sĩ Ngọc Sơn Minh Hằng Minh Du Đồng Nhi Isaac Hiệp Lâm Anh Hương Trà mỗi người 100 triệu đồng MC Trấn Thành cũng cho biết bỏ tiền túi quyên hàng trăm triệu đồng đó đại khái như thế rất là nhiều chúng tôi không thể kể hết được đó là về tình hình lũ lụt tại Việt Nam trở sang tình hình nước Mỹ thưa quý vị biết tối ngày hôm qua có một cái vụ gọi là long trời là đất đó là tranh luận giữa bà Kamala Harris ứng cử viên tổng thống của đảng dân chủ và ông Donald Trump ứng cử viên tổng thống của đảng cộng hòa thì ngày hôm qua trong cái cuộc tranh luận hai người nhắc khá nhiều về ông Vladimir Putin tổng thống của nga khi mà nói về cuộc chiến tại Ukraine thì sáng nay ông Dmitry Peskov phát ngôn viên của ông Vladimir Putin có trả lời báo giới và nói rằng là, hey leave me alone leave our president alone ông nói như thế này cái tên Putin đã được sử dụng quá nhiều lần như là một cái dụng cụ để cho đấu đá chính trị nội bộ của nước Mỹ nhất là trong cái cuộc tranh luận tối ngày hôm qua thành ra chúng tôi thật sự không thích cái điều này và chúng tôi hy vọng là họ sẽ để yên tổng thống chúng tôi we still hope they will leave our president alone đó là lời ông Dmitry nói nhưng mà cái luật điệu này của ông Dmitry thì có phải khác với luật điệu của Putin bởi cách đây vài ngày thì Putin lại tỏ vẻ ra là ủng hộ bà Kamala Harris. <laughs> Bây giờ thì ông Dmitrov lại bảo là ơi chúng tôi không muốn dính trong chuyện này chúng tôi là neutral. Tức là ông nói là gì? Đức mỹ là một cái thể chế không có thân thiện với nga. Ai lên làm tổng thống thì cũng sẽ nghĩa là không có thân thiện với nga. vẫn hiếu chiến với nga không yêu nước nga thành ra ai đi làm tổng thống thì cũng thế thôi. Đấy và nhưng mà người ta thấy rằng là gì trong cái chuyện này ấy, ông Trump ấy, thì không ưa ông Zelensky tổng thống của của Ukraine nhưng mà lại khoái ông Putin à khoái ông Putin ông khen ngợi ông Putin nhiều lần ông nói ông Putin là một thần đồng một người rất là hiểu biết đó, ông từng nói như vậy sau cái vụ mà ông Putin xâm lăng Ukraine năm 2022 trong khi đó ông Trump thì gọi ông Zelensky là tay buôn <laughs> tay buôn thì chỉ có đi tìm vũ khí của đồng minh thôi Ngược lại thì chính quyền Biden nói rằng là ông Zelensky là một người có thể tin được và hy vọng chiến thắng của Ukraine đối với người Nga. Thì ngày hôm qua nếu quý vị theo dõi cái cuộc tranh luận đó, cái ông David Muir đó, người mà điều khiển lý trình đó, họ ông Trump hai lần. Thế ông có muốn uh, Ukraine thắng không? Thì ông Trump không trả lời câu này. Ông nói tôi chỉ muốn, muốn, muốn chấm dứt chiến tranh được Mỹ, muốn chấm dứt chiến tranh, không muốn người ta chết. chứ ông không trả lời muốn Ukraine thắng. À, thì cái đó cũng cho thấy rằng là, hai bên một bên là phe ông trợ một bên là phe ông putin một bên là phe ông Zelensky thấy rõ như thế cho nên họ mới đề cập tên ông putin nhiều và bây giờ ông dmitry, dmitry peskov thì ông không ưa cái chuyện này ông nói đừng có nhắc tới ông tổng thống rồi đừng lôi ông vào trong ba cái chuyện này leave him alone và tối ngày hôm qua chúng vị cũng nghe một cái câu ông trump nổ sản sau khi ông bị bí bí đòn thì ông mới nổ sản ông bảo là di dân Haiti á ở thành phố Springfield ấy, là bắt chó mèo của cư dân ăn thế câu chuyện nó nó xuất phát từ đâu à. thì ngày hôm nay đó nó là ngô ra khoai câu chuyện này câu chuyện là câu chuyện có thể nó hoàn toàn là bịa đặt và chính cái người bịa ra đó là người đã hại ông Trump mà bây giờ người đã thú nhận là tôi bịa ra không ai khác hơn đó là thượng nghị sĩ J.D. Vance ứng cử viên phó tổng thống của ông Trump ông này đúng là hại ông hại Trump thì câu chuyện đã bắt đầu từ ngày 6 tháng 9 đó. Ở thành phố Springfield nó có khoảng 15.000 cư dân gốc Haiti Thì sau khi mà về đây người Haiti thú vị tức là họ da họ đen Thì dân ở đây họ cũng thích Thì thành phần bảo thủ, thành phần MAGA đó Họ đưa lên mạng xã hội những hình ảnh mà họ làm mờ, mờ 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 Họ mới viết họ bảo rằng là ô Mấy cái người này là ăn thịt chó Ăn thịt mèo Đó thế là họ bỏ lên mạng xã hội, sau đó thì chụp cánh maga đó mới bỏ lên và rồi họ đầu tiên đó ông j D. van ông viết như này, ông chuyển cái hình đi và ông bỏ vào như thế này, ông được yêu cầu rằng là có nhiều cái người ta yêu cầu là uh, để ý những người này và ông chạy một cái gọi là ông viết trên ách sẽ bảo là hãy bầu cho cộng hòa, nghe không? để họ đừng ăn chó của mình, để đừng đừng ăn mình nó lại khái như thế. Đó, ông viết ông bảo rồi chẳng hạn là They eating the dog, they eating the cat They eating the best of the people that live there Tại khái như thế Thì đó là những cái điều mà ông defense, ông viết ra Thì bây giờ ông mới thú nhận Là Trong tuần vừa rồi Ông bỏ lên trên mạng xã hội Và bây giờ ông mới thấy rằng là Không có cái chuyện đó Và ngày hôm thứ ba Trước khi mà ông Trump lên tranh luận Ông thừa nhận rằng tất cả những này đều là tin đồn và có thể là không đúng Đã. Thì chúng ta biết Tối ngày hôm qua khi mà ông Trump Nói chuyện này thì ông David Muir Điều khiển chương trình Ông có nói là tôi có nói chuyện với lại Tổng quản trị thành phố Syngville Mà không có một cái dấu hiệu nào Không có bản báo cáo nào cho thấy rằng gì cả. Thì ông Trump nói tại họ báo cáo cho anh thôi <laughs> Thì á Cái câu chuyện đó là, là nó xuất phát Từ cái chỗ đó Thành ra là thưa quý vị Cho nên là đây chẳng hạn như là khi mà người ta viết ra đó những cái người mà maga họ viết họ, 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 dùng cái hình ảnh này đó họ bỏ lên trên mạng họ, họ, họ viết họ nói như thế này neighbor's daughter friend seeing a cat hanging from a fruit tree Thấy không để tôi cho vị coi một cái hình này đây xin mời các thầy cho coi cái laptop của tôi hình này là hình một người da đen cầm mấy con gì đó họ chả biết là con gì họ nói đại là con chó con mèo mà không biết là con gì đó, và cái này nó go viral đó rồi họ viết là tới hai 000 ngàn người hay đi mà thực ra có mười lăm thôi đó, Under Harry and Biden, 20.000 di dân hay hay đi đã được đưa vào uh, thành phố. Bây giờ là vịt nè, và những con thú thú cưng là biến mất hết. Đó, họ viết như thế. Đó, đại khái như vậy. Rồi, uh, ông Jenny d Van, tôi kể quý vị hồi nãy đó. Ông khi mà ông viết mấy cái này đó, thì ông, ông, ông dựa trên cái này và ông retweet lại ông cứ retweet đó, ông retweet tiếp tục thành thử ra là nó mới ra chuyện là bây giờ ông mới thú nhận là chuyện này nó không, có đúng đó. cho nên là nó ra đủ thứ chuyện hết đó là nguồn gốc của nó xuất phát từ cái câu chuyện mà những cái người gọi là uh, uh maga họ họ bịa những cái chuyện này ra cho nên là là ông trầm tốn vào mới bắt trước như thế và bây giờ cái cộng đồng người hay đi sáng ngày hôm nay họ nói bây giờ họ đang lo sợ lo sợ là bị giết hoặc bị đánh, tại vì nói mà họ ăn xúc vật thì kinh quá. Cái con hồi nãy thực ra là con ngỗng Canada, nó có vẻ như con ngỗng Canada cái hình này tôi cho chị coi á. Đó. Đó. Rồi uh, ông Jerry Van ông còn viết như thế này nữa là uh, ông viết như thế này, ông bảo rằng là có những bản báo cáo cho thấy người ta ăn thịt xúc vật bị bắt và những người ăn cái, những con vật là, là những người đáng lý không được ở đất nước này trùng biên giới chúng ta đâu where is our border there? ý nói là bà camaravid mà têm ngày hôm qua ông donald trump cũng nói là bà này là trùng biên giới tại sao để biên giới người ta vô mà thực ra báo ngoài trùng biên giới bà được giao công việc đi tìm cái nguồn gốc tại sao di dân đi vào mỹ chứ không phải chặn người Di dân ở tại biên giới đó hai chuyện khác nhau thì khi mà ông J.D. viết uh, Where is Bob Border ra là ám chỉ bà Kamala Harris. Rồi một người khác nữa cũng của Đảng Cộng Hòa đó là Thượng nghị sĩ Ted Cruz từ bang Texas. Ông này cũng viết trên mạng social, cũng đưa hình ảnh mấy con mèo và cái caption như sau. Hãy bỏ phiếu cho ông Trump để người Haiti, di dân Haiti không ăn chúng ta. so Haitian immigrants don't eat us. Tức là ý nói rằng là họ sẽ ăn được những con vật nó sẽ ăn chúng ta, đó là ông Tesco ông cũng viết ra như thế. À. Thì đó là cái chính những cái này mà nó 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 vô đầu ông Trump. Thành sự ra ông Trump ông tối ngày hôm qua ông nói bậy cái chuyện đó. Thậm chí bên Arizona đó, Đảng Cộng hòa bên đó họ còn nghĩa là dùng cái bảng quảng cáo của cái cái cái, cái hãng mà fast food Chipotle, Chipotle đó. Họ để cái chữ là vote Republican and eat less kitten, tức là bầu cho Cộng hòa và đừng ăn mèo nhiều quá, họ dùng cái bảng đó của cái chip à, họ quảng cáo thì câu chuyện đó là như thế thì các phía Ohio thì họ bảo là không có chuyện này, không có báo cáo nào cho thấy là ở uh, di dân hay thì ăn những con vật này và ngay cả ông thống đốc Mike DeWine là ông này của cộng hòa nha của tiểu bang Ohio, ông mới chi ra 2 triệu rưỡi đô la để gửi về cái thành phố Springfield để mà giải quyết các cái vấn đề mà giao thông bị bị trở ngại về vấn đề giao thông chứ không dính dáng gì đến các cái chuyện mà ở ăn thịt mèo ăn thịt chó ông tăng hai triệu rưỡi để mà muốn thêm cảnh sát để giữ vấn đề giao thông thì người ta bảo là ừ, ông để ông gửi hai triệu rưỡi về để dẹp ba cái vụ mà à, ăn cắp mèo ăn cắp chó làm thịt đó, đại khái này như thế thì đó là câu chuyện mà ăn thịt chó ăn thịt mèo thông qua và cuối cùng thưa quý vị cái này mới là chuyện một cười quý vị biết tối ngày hôm qua đó Bây giờ người ta coi tất cả người ta đều thừa nhận là ông Trump thua cái tranh luận ngày hôm qua. Mặc dù sau đó ông bảo rằng đây là cuộc tranh luận tốt nhất từ trước tới giờ. Một mình tôi đấu tới ba người. Là ý ông nói là ông đấu với bà Kamala Harris. Và cả hai người điều khiển chương trình đó. Ông David Muir và cô Lindsay Davis. Đó. Trước cái ngày tranh luận là ông đã nói ồ cái đài này thiên vị lắm. Mà ông vẫn vô. Thì tối qua ông nói như thế. Thì bây giờ nhiều người bên Đảng Cộng Hòa cũng đồng ý như vậy ví dụ như thượng nghị sĩ Tom Cotton của tiểu bang Arkansas bảo là đúng là ba đánh một không trột cũng khỏe họ cứ tiếp tục vào cái chuyện mà họ kiểm tra sự thật khi mà ông Trump nói trong khi họ không bao giờ làm như vậy bà Kamala Harris thực ra ông Trump ngày hôm qua nói dối tới hơn 30 lần bà cam Harris nói dối một lần thôi đó rồi cả ông David Bush tức là cái ông mà cố vấn cho ông Trump bây giờ là thành viên của uh, ủy ban cộng hòa quốc gia ông này cũng nói là chúng ta có hai người điều khiển chương trình mà họ làm việc giống như họ là đại diện cho bà cho ban tranh cử bà harris ừ là ba đến một không chọn cũng quen ông trâm bảo tôi vẫn thắng à, tôi vẫn là the best ever đó thấy không? thành ra người ta nói của tại sao mà ờ, ông trâm nói thì quý vị kiểm tra sự thật mà bà camaris nói thì không thực ra thì bà camaris hôm qua cũng bị dí cái chuyện là bà flip flop trong cái chuyện là bị bà Lindsay David à, dí trong cái chuyện bà là vấn đề ở biên giới. Bà Lindsay David cái người mo cái người điều khiển chương đi trình hỏi bà Kamala là tại sao chính quyền của bà đợi tới 6 tháng mới ký cái executive order mà để giới hạn người vào biên giới. Thì bà Kamala bị bí cái đó. Hỏi ông Trump thì bị hai cú. Hai cú, cú thứ là cú mà nói rằng là uh, người hay đi ăn chó và ăn mèo. Thì bị ông David mua ông nói là hê hey, tôi coi cả bản báo cáo và tôi nói chuyện thẳng với cả tổng quản trị thành phố Springfield bảo không có chuyện này chuyện thứ hai ông Trump bị dí đó, là cái chuyện mà bà Lindsay Davis cũng dí ông Trump luôn và và điều chỉnh ông Trump là ông Trump nói dối này ông Trump bảo là chính sách mà cho phá thai của ông Biden và bà Kamala Harris là cho phá thai cả những đứa trẻ mới sinh ra luôn tôi là giết luôn những đứa trẻ đó tôi sinh ra rồi còn giết luôn thì bà, cái bà mà điều khiển chương cái trình cái, cái, cái cô Lindsay David Codade, cái đó là tầm bậy nha Tất cả những cái 50 tiểu bang đều cho là khi đứa trẻ mà ra đó, nó thành hình thành đứa trẻ mà anh phá thai, đó, anh giết người đó là tội hình sự đó Tức là ông nói rằng là cho phá thai mà ra thành hình rồi thành con người vẫn phá luôn, tức là giết người Đó thì cái đó bị bà, bị cái cô Lindsay David Chỉnh lại là ông nói dối Và cái vụ mà ăn chó ăn mèo là bị ông David Muir ông chỉnh lại đó thành ra là bên đảng của họ uất lắm đó, họ bảo là mấy anh chơi ba đánh một không chốt cũng que đâu được nhưng mà họ nói thiếu họ nói sai thực ra ngày hôm qua nó là gì ông trump bị tứ mã phanh thầy chứ không phải là ba đánh một tại vì có cả thêm nữ danh ca taylor swift người 14 lần đoạt giải grammy ngày hôm qua ngay sau khi tranh luận vừa xong là cô viết trên instagram ủng hộ bà camera mà còn ôm hình con mèo nữa quý vị biết con mèo là, là được rồi ký ra tôi là Charles, Charles Cat Lady tức là phụ nữ mèo không có con tức là ám chỉ ông d trước đây nói là mấy mấy bà mà mèo cái không có con đó, đó trời này nặng trời này nặng như vậy là tính ra tới bốn người Kamala David Muối và Lindsay Davis và đây là suốt bốn người quá trong trầm ngày hôm qua đánh châu này sao gọi là tứ ba phanh thây à bên cộng hòa không biết cái điều đó bởi vì cái cô cái cô mà Taylor Swift cô tuyên bố này chỉ có vài phút sau đó thôi làm khỏa lắm chuyện đó luôn à nhưng mà bên ông Trump cũng không vừa gì buổi tứ mã phanh thầy hả chơi một khu mới khỏa lấp của Taylor Swift luôn nhưng mà khỏa lắm cũng nổi nhưng mà Maga tự sướng đó là họ tung ra cái chiêu họ bảo là bà Kamala Harris là chơi em gian chơi em gian cái gì Họ nói rằng bà đeo cái máy nghe, cái earphone Chứ bà có thật cho khỏi laptop này đây. đây, cái bông tai của bà ngày hôm qua Họ nói rằng là loại bông tai này nó tên hiệu là Novia H1 Loại này là loại ha, gắn vô đây là có người nhắc tuồng Đó, thấy chưa, thấy chưa đấy. Mà gà sáng ngày hôm nay có nhiều bạn mà gà đưa hình lên bảo bà này chơi da Không có bằng chứng nào cho thấy cả đeo cái chuyện bình thường họ họ biết giá nó bảo cái này bán là Tiffany anh company nữa à, biết giá bao nhiêu luôn cái này nó làm người ta nhớ lại cái vụ mà năm 2020 khi mà ông Trump tranh luận với ông Biden thì ông Biden có lúc ông để tay ông sửa cái áo và bảo rồi chắc anh rồi xuống nhìn thấy tay ông có cái chẳng hạt đeo lên bảo rồi có nhắc máy nghe lén luôn iPhone chứ bạn có thể cho con laptop rồi đây 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 cái hình này quý vị nhớ không đó cái cái tay áo của ông là có cục đen đen lòi lên là bảo rồi cái máy nhắc tuồng Thấy chưa? À, đây là cái kiểu của Maga mà cuối cùng nó ta bảo rằng là chả có mấy nhắc tuồng nào cả. Ông đeo cái chẳng hạt nó lòi ra. Ông là ông công giáo mà. Từ ngày cái đứa con trai của ông uh, Bô Biden chết là ông đeo này lúc nào cũng đeo tay. Hôm đó tại ông này mặc áo nắn tay nó mới lòi ra. đó. Rồi ngày hôm qua đó là sau khi bị Taylor Swift cho một cú rất là nặng quá thì Maga là uh, đưa cái, cái, cái cái gọi là cái 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 cái, cái gì cái cái, 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 cái vụ mà đeo bông tay giả lên để mà mà mà, mà nghe đó. Đây, đây bà cứ thật cho coi lại cái laptop tôi đây đây nè đó họ biết loại này là Nova H1 Audio Earring nữa, thấy chưa đó đó bà này đeo là thấy chưa đó ghê chưa mà bà camera hết thì bảo kinh lắm ngày hôm qua sau khi mà debate xong tranh luận xong thì quý vị biết bà có bên ông trump có bên gọi nó gọi là after debate party đến nó nói chuyện thì vân 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 để rồi uh, cảm ơn những người ủng hộ mình thì sau khi bà kết thúc cái buổi mà gọi là after the beat party đó bà cái, cái ban tổ chức cái ban vận động của bà cho chơi bài hát gì không? The Man của Taylor Swift ác kìa không? bài này nó được coi là bài quốc ca của phụ nữ nổi tiếng của Taylor Swift trong này có câu tôi quá chán ghét việc phải chạy nhanh nhất có thể tôi tự hỏi liệu bản thân có thể chạm đích sớm hơn nếu là đàn ông thì thưa quý vị <laughs> Rồi trong này thì có cái câu bà mới nói là siêng năng chăm chỉ chính là việc tốt và chúng ta sẽ chiến thắng. Tại sao bà này lại chọn nhạc của Taylor Swift à? à? như vậy là hình như có biết trước. Người ta nghi là Taylor Swift ngày hôm qua là chọn đúng thời điểm như thế để ủng hộ bà này. Mà trong suốt cái cuộc vận động của bà này đó, bà toàn chơi nhạc Taylor Swift thôi mà. À, ngày hôm qua cũng vậy luôn. Như vậy là có ăn rơi nhau. Như vậy ông Trump nói là tôi bị bà đánh một. Không đúng, thực ra ông bị tứ mã phanh thầy tứ mã phanh thầy cũng phải bao đến một không trượt cũng khỏe cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình hôm nay chúng tôi sẽ gặp vào những ngày mai